Điện Biên là tỉnh có số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế lớn, bao phủ bảo hiểm y tế chiếm tới 99%. Trong đó, số thẻ bảo hiểm y tế do ngân sách đóng và hỗ trợ đóng chiếm tới gần 90%. Để tăng cường hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc, cần tiếp tục tăng cường bác sĩ về công tác tại bệnh viện tuyến huyện, trạm y tế xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ bác sĩ là người dân tộc thiểu số để góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Bản Ló, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Gia đình chị Quảng Thị Biên từ nhiều năm nay kinh tế chủ yếu trông chờ vào canh tác trên 4.000 mét vuông đất ruộng và tranh thủ những lúc nông nhàn đi làm thuê, không thuộc diện dư giả. Nhưng từ nhiều năm nay, chị đã tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện cho cả gia đình 3 người. Khó khăn không có thì phải mua bảo hiểm để phòng khi nào ốm đau, phòng được bệnh. Nếu không ốm đau thì cũng chẳng đi khám. Một tháng chẳng đi khám một lần nào. Lúc là ốm xong thì mới đi khám, không ốm thì cứ để nhà đấy thôi. Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế mà gia đình chị đã đỡ được phần gánh nặng tài chính mỗi khi có người trong nhà ốm đau bệnh tật. Mà gần đây nhất là đận thay khớp háng của chồng chị. Nếu không được bảo hiểm chi trả phần lớn chi phí, có lẽ giờ đây kinh tế gia đình chị đã trở nên kiệt quệ. Họ tư vấn cho đầu thay cái 95 triệu, nộp vào lấy thì họ lại chi trả cho mình tính 80%. Chỗ lấy thì họ cũng trả gần 50 triệu, không có thẻ bảo hiểm cũng phải bán thật ý. Nếu không có thì cũng phải bỏ đi thôi, chẳng đi được nữa. Đạt được thành quả độ bao phủ bảo hiểm y tế chiếm tới hơn 99% là kết quả của sự vào cuộc của toàn ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên, sự nỗ lực của đội ngũ những người làm đại lý ở từng thôn, từng bản. Tuy nhiên, để mở rộng hơn nữa độ bao phủ không chỉ bảo hiểm y tế mà cả bảo hiểm xã hội cũng cần có những điều chỉnh phù hợp với mong muốn của đại bộ phận người dân. Nhận thức của người dân thì nó chưa cao. Cái thời gian mà để được hưởng cái bảo hiểm xã hội tới bệnh hưu ấy, thì thời gian nó dài. Thế là người ta bây giờ thì điều kiện khó khăn thì chỉ nghĩ trước mắt thôi. Thì nếu mà hỗ trợ được nhiều cho bà con thì cái đó vấn đề là tốt. Và cái thời gian đóng thì có thể mà mình điều chỉnh thời gian hoặc như nào cho hợp lý. Toàn huyện Điện Biên hiện có 68.223 người thuộc diện hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người sống ở vùng đặc biệt khó khăn tham gia bảo hiểm y tế. Với đặc trưng vùng miền địa lý, kinh tế còn nhiều khó khăn, cơ hội tiếp cận với thông tin không được đa dạng và đầy đủ, nên cách thức tuyên truyền mở rộng đối tượng tham gia ở nơi đây cũng đòi hỏi những phương thức đặc biệt để phù hợp với tình hình thực tế. Chúng tôi dùng mọi biện pháp. Đấy, thứ nhất là phát lên loa của thôn xã bản. Và đặc biệt chúng tôi làm một cái động thái là đưa cái băng hình vào các buổi chiếu phim lưu động ở các vùng sâu vùng xa để bà con biết được là cái giá trị của cái thẻ bảo hiểm y tế. Chúng tôi mới tranh thủ những cái buổi họp dân để phổ biến những cái chính sách của nhà nước về cái lợi ích của bảo hiểm y tế. Thì có thể nói rằng cho đến giờ phút này chúng ta đã đạt độ bao phủ là 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Đây là một số liệu rất đáng ghi nhận. Nhưng trong con số này tỷ lệ bao phủ rất cao, nhưng mà tỷ lệ số người mà được nhà nước bao cấp hỗ trợ từ ngân sách rất lớn. Chính vì lẽ đó, trong tổng quỹ bảo hiểm y tế của chúng ta, hơn 40% từ ngân sách nhà nước hỗ trợ, có nghĩa rằng là cái tiền từ ngân sách vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Chính sách bảo hiểm y tế luôn được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những trụ cột quan trọng của chính sách an sinh xã hội và là nguồn tài chính bền vững giúp cho thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Với đặc trưng của tỉnh miền núi vùng biên, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên đã phải tăng cường công tác tuyên truyền để toàn đồng bào dân tộc nơi đây hiểu và được thụ hưởng an sinh từ tấm thẻ bảo hiểm y tế. Đồng thời, hướng tới giải pháp mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế cần có bước đi vững chắc thông qua các cơ chế chính sách khả thi phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lao động, đổi mới về cơ chế tài chính y tế và đồng bộ với nhiều chính sách xã hội khác.